Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với Susu TV. Tiếp tục trong video hôm nay, Susu cập nhật thêm một số thông tin để mọi người cùng biết nhé. Mới đây thì nam danh ca Mạnh Quỳnh vừa có up một bức ảnh khá tươi trẻ, mới mẻ, tràn đầy năng lượng của mình trên trang fanpage của anh như sau. Tạm biệt những ngày cuối tháng 3, chào đón tháng 4 vui vẻ, an lành đến với muôn nhà Mạnh Quỳnh. Vậy là trong tháng 4, ca sĩ Mạnh Quỳnh sẽ trở về Việt Nam. Trước mắt là đã có hai show ở tại Sài Gòn và Hải Phòng rồi. Và chắc có lẽ lúc này đây, anh Mạnh Quỳnh đang cảm thấy cực kỳ thư giãn. Trong tháng 4 về, anh lại tiếp tục quay trở lại Việt Nam để phục vụ cho fan hâm mộ. Và đặc biệt, bức ảnh mới nhất của ca sĩ Mạnh Quỳnh trông rất là vui vẻ nha mọi người. Chắc có lẽ sắp được gặp fan Việt Nam ở tại tháng 4 quê nhà nên ca sĩ Mạnh Quỳnh tràn đầy năng lượng như thế này chăng? Fan hâm mộ liền có những lời chúc như sau: chúc chú những ngày cuối tháng 3 với những show diễn như ý và chào đón tháng 4, tháng của Quỳnh Nhung với nhiều niềm vui và hạnh phúc Mà chú ơi, cắt cái hình phía trên một chút đi cho đẹp nhan, nó hiện ra chữ kia. Đây có lẽ là một fan cực kỳ cứng của Mạnh Quỳnh để lại những bình luận hết sức dễ thương phải không thưa mọi người? Tháng 4 là tháng yêu thương, chuẩn bị chào đón tháng 4 yêu thương của anh chị Quỳnh Nhung ạ. Rất nhiều những bình luận khen nào là ca sĩ Mạnh Quỳnh đẹp trai, ai mà đẹp trai thế ta ơi. Rồi chúc cho show diễn cuối tháng 3 thành công rực rỡ, tháng 4 đang chào đón khán thính giả ở tại quê nhà, đang chờ đón cũng như hóng các show diễn của anh ở tại quê nhà hơn nữa. Trước mắt thì theo như SC của ca sĩ Mạnh Quỳnh thông báo chỉ có hai show, nếu mà có những show khác thì mình sẽ cập nhật tiếp để mọi người cùng biết để đến ủng hộ cho ca sĩ nha. Ngày hôm qua thì ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng đã bay từ quê nhà của anh tới Cali để chúc phúc cho MC Ngọc Hân lập gia đình. Chắc có lẽ hôm nay cuối tuần ở bên Mỹ chắc anh cũng đang có show diễn, do đó nên bức ảnh đính kèm của anh trông rất là vui vẻ rạng ngời. Fan thấy thế cũng rất là mừng và ai nấy cũng mong trong tháng 4 sẽ có nhiều show của anh hơn nữa ở tại Việt Nam, ngoài hai show ở tại Sài Gòn và Hải Phòng. Hòa mình vào không khí tháng 4 để chào đón những ngày trọng đại. Mới đây thì dì Trinh có chia sẻ một bài viết khá là dài, mình xin đọc lại để mọi người cùng nghe nhé. Xin tri ân tấm lòng của các anh chị em FC Phi Nhung Phạm Ba Miền rất nhiều, cầu mong ở nơi nào đó chị sẽ vui và mỉm cười khi thấy FC chúng ta luôn yêu thương chị và đoàn kết xây dựng FC vững mạnh, lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương. Tháng 4 dệt bao yêu thương, dệt bao ước muốn và dệt những đợi chờ. Chào đón tháng 4 với sự kiện trọng đại của FC Phi Nhung ngày 10 tháng 4, ngày tình yêu của chúng ta cất tiếng khóc chào đời. Ban tổ chức mong mỏi sự góp mặt của tất cả các bạn áo xanh và các khán giả yêu thương ca sĩ Phi Nhung. Thời gian 7 giờ ngày 7 tháng 4 năm 2024, địa điểm là chùa Bửu Lâm, 162B Nguyễn Văn Giác, phường 3, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Ban tổ chức cùng FC trao tặng 100 phần quà cùng nhu yếu phẩm gửi đến bà con địa phương. Mỗi phần quà trị giá là 300.000 đồng. Hy vọng các bạn sắp xếp và dành thời gian để cùng nhau tiếp nối những hành trình thiện nguyện còn dang dở của chị hai, chia sẻ chút khó khăn, góp yêu thương, mang niềm vui và tiếp thêm nghị lực đến những mảnh đời còn kém may mắn. Gia đình áo xanh mình sắp xếp công việc về chùa để có buổi họp mặt sau nhiều ngày xa cách nhé. Đây là một cái thông tin mà dì Trinh chia sẻ và ngày 7 tháng 4, thời gian là từ lúc 7 giờ sáng, địa điểm chùa Bửu Lâm ở số 162B Nguyễn Văn Giác, phường 3, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang sẽ họp mặt FC. Mọi người dành chút thời gian để cùng đến ngôi chùa này, sẽ gặp lại nhau sau bao ngày yêu thương xa cách nhé. Và bài chia sẻ của dì Trinh nhận được khá nhiều những bình luận thả tim cũng như rất mong gặp lại của các anh chị em trong FC. Và hôm nay thì bé Út Thiên Ngân có chia sẻ một thông tin mới, không phải các show diễn mà là về việc chăm sóc da. Ôi giờ muốn da mướt mịn, lỗ chân lông khích rịch, trắng đẹp nhanh gấp 10 lần đi steam cấy. Chị em dùng đúng loại serum được bác sĩ kê đơn tại các spa lớn của hàng này nè. Rất rẻ thôi nhưng 20 ngày như thay da mới hoàn toàn, nhất là ai da lỗ chân lông vừa to vừa sâu, đen sạm sần sùi, da đổ dầu thừa.
thì Thoa càng cảm nhận hiệu quả rõ rệt nhé. Chị em chụp lại tìm mà mua, nhưng tìm đúng lọ serum Mist của hàng này mới chuẩn nha. Vậy là thêm một lần nữa bé Út Thiên Ngân chia sẻ một cách chân thật về việc chăm sóc da cũng như các nhãn hiệu uy tín mà em ấy đã dùng qua mới dám chia sẻ để mọi người sử dụng. Hai bức ảnh của Thiên Ngân chia sẻ thì mọi người dễ dàng thấy cái sự thay đổi rõ rệt trước và sau khi sử dụng sản phẩm làm đẹp này. Dưới phần bình luận thì mọi người đã hỏi thăm rất là nhiều và Thiên Ngân cũng có chụp hình lại bộ sản phẩm mà em ấy đang dùng để có thể mọi người dùng để trải nghiệm giống như là Thiên Ngân. Hy vọng là sau khi dùng sản phẩm này thì da mặt của mọi người, nhất là fan hâm mộ, sẽ đẹp như bé Út Thiên Ngân nhé. Nếu ông bà cô chú anh chị em nào quan tâm tới việc làm đẹp da thì hãy vào trang fanpage của Thiên Ngân để biết sản phẩm mà Thiên Ngân đang dùng là sản phẩm nào để chúng ta có thể có được sự tư vấn tốt nhất nhé, nếu mà muốn dùng giống như Thiên Ngân. Hôm nay thì Phạm Tiết Nhung vẫn miệt mài với việc bán hàng nước giải khát. Trên trang fanpage của Tiết Nhung chia sẻ rất nhiều hình ảnh về các sản phẩm nước giải khát mà em ấy đang bán. Và đặc biệt về phần giá cả thì cũng khá là mềm so với mặt bằng chung ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó thì việc mà mọi người ngại ra đường khi trời nắng nóng thì có thể alo chốt đơn để Tiết Nhung có thể ship đến tận nhà cho mọi người dùng nhé. Đây là một sự kinh doanh mới của Tiết Nhung nhưng đã nhận được khá là nhiều sự quan tâm, cũng như hôm qua em ấy khai trương đã bán hết sạch hàng, đã làm cho ngay cả Tiết Nhung cũng như fan hâm mộ đều rất là vui mừng. Hy vọng đây là tín hiệu tốt trong thời gian sắp tới nữa. Kế đến là thông tin từ ca sĩ trẻ Quỳnh Trang. Mới đây cô Thảo cũng vui mừng cập nhật show diễn trong tháng 4 của bé Trang. Có rất là nhiều show nha mọi người, mình xin chia sẻ lại lịch cập nhật như sau. Còn 2 ngày cuối của tháng 3, bé ấy được tổ nghiệp thương nên nhận lịch vào giờ cuối. Luôn tiện cập nhật lịch tháng 4 của bé luôn nhé cả nhà. 30 tháng 3 hát event tại Sài Gòn, 31 tháng 3 tại Bến Tre, 5 tháng 4 tại chùa Long Hoa, Núi Voi, An Lão, Hải Phòng, ngày 6 tháng 4 tiệc cưới tại Vũng Tàu, ngày 7 tháng 4 tiệc tân gia tại Củ Chi, ngày 10 tháng 4 tiệc trai ở tỉnh Tây Ninh, 12 tháng 4 tại phòng trà không tên Sài Gòn, 13 tháng 4 Thiền viện Trúc Lâm phương Nam Cần Thơ, 14 tháng 4 tại Tân Châu, 17 tháng 4 quảng trường huyện Bình Thủy Cần Thơ, 18 tháng 4 hội chợ Sài Gòn, 20 tháng 4 Long An ngôi sao miệt vườn, 27 tháng 4 tại Tây Ninh, 28 tháng 4 Bình Dương hai show, 30 tháng 4 tại Trống Đồng. Sẽ cập nhật thêm tạ ơn tổ nghiệp, cảm ơn các bầu show và tình yêu thương của khán giả đã dành cho bé Trang nha. Vậy là lịch show tháng 4 của bé Quỳnh Trang dày đặc nha mọi người. Xin chúc mừng bé Trang nhé.